Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 95, ngày 6, dân tộc Ethiopia, Kinh Thánh Esai 18, câu 1 đến câu 7, câu ghi nhớ Esai 18 câu 6a. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Esai 18 câu 1 đến câu 7. Kinh Thánh Cựu Ước trang 648. Ôi đất đập cánh ào ào kia là đất ở bên kia các sông của Cút. Sai sứ vượt biển cởi thuyền bằng lau đi trên mặt nước. Hỡi các sứ giả nhậm lẹ kia, hãy đi đến nước người cao da mỡn, đến dân đáng kính sợ từ khi lập nước trở đi, đến dân hay cân lường và dày đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. Hỡi các ngươi hết thảy là dân thiên hạ ở trên đất kia, vừa khi cờ dựng trên núi hãy xem, vừa khi kèn thổi hãy nghe. Vả Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vậy: ta sẽ ở yên lặng và ở từ chỗ ta ngự mà xem, như ánh nắng sáng sủa, như mây ngút trong nắng mùa gặt. Nhưng trước ngày gặt, khi mùa hoa đã cuối và hoa nho thành trái hầu chín, thì Ngài sẽ dùng liềm cắt những nhánh, tỉa bỏ những nhánh rậm lá. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất. Những chim ăn thịt đó sẽ dùng mà qua mùa hạ, và những thú vật trên đất sẽ dùng mà qua mùa đông. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ ở trong câu số 6a nhé. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất. Trong phần tìm hiểu, em chọn những cụm từ đúng được cho sẵn trong ngoặc. Chúa sẽ làm gì? Theo dõi các dân ngoại ăn hiếp dân Chúa. Chúa sẽ gì? Trong Kinh Thánh thì cho chúng ta biết như thế nào? Ta sẽ ở yên lặng và ở từ chỗ ta ngự mà xem. Chúa sẽ âm thầm theo dõi các dân ngoại ăn hiếp dân Chúa, hay là âm thầm, hay là trừng phạt. Ngài sẽ dùng liềm mà cắt những nhánh nho, tỉa bỏ những nhánh rậm. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ cho chim ăn thịt. Như vậy chúng ta thấy ở đây Chúa sẽ trừng phạt. Chỗ này là Chúa sẽ âm thầm theo dõi, chứ không phải là trừng phạt em. Trở lại nha, âm thầm nha, âm thầm theo dõi các dân ngoại ăn hiếp dân Chúa. Chọn cái chữ âm thầm nha. Rồi, cuối cùng Chúa sẽ gì họ? Bỏ xác họ cho. Rồi, như vậy cuối cùng Chúa sẽ tiêu diệt họ. Bỏ xác họ cho
Đây. Câu 6, chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất. Cho chim ăn thịt. Cho thú rừng trên đất. Các dân sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va nơi núi Si-ôn. Các dân ngoại bang, có nghĩa là không phải là người Do Thái, sẽ dâng lễ vật cho Đức Giê-hô-va nơi núi Si-ôn. Dù có lúc Chúa im lặng đối với tội lỗi của dân Ngài, nhưng đúng thời điểm Chúa sẽ tiêu diệt kẻ thù, cuối cùng mọi dân tộc sẽ đến tôn thờ Chúa. Em tin Chúa luôn bênh vực khi em bị cười nhạo vì niềm tin của em nơi Chúa. Và chúng ta ở đây có hình ảnh Chúa Giê-xu bồng thiếu nhi, bồng chính mình. Chúa Giê-xu ẵm, bồng hay là bế chính mình. Em cảm ơn Chúa luôn ở với em để bên vực em. Xin Chúa giúp con luôn cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Đây. Con được bình an. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp con luôn cảm nhận sự hiện diện của Chúa để con được bình an. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.